Ok, hello anh em. Chào mừng em quay trở lại với APA Academy nha. Không biết anh em dạo này có khỏe không nhở? Lâu lắm rồi không làm cái clip về dựng hình nào cho anh em. Nhớ quá, hôm nay nghĩ ra một cái ý tưởng làm cái. Hôm trước có bạn comment là bảo mình làm thêm về cái clip liên quan đến hoa văn. Thì hôm nay hướng dẫn cho anh em thêm, chia sẻ anh em thêm một cái kiến thức, cũng như là có thể anh em cũng biết rồi, có thể anh em chưa biết thì mình cho chia sẻ cho anh em là chưa biết đó. Thì cái này là một skin, nó cũng đơn giản thôi, cũng không có gì khó làm cả. Chúng ta sử dụng lệnh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em, chia sẻ anh em cái cách mà làm nào để dán được cái hoa văn lên trên một cái bề mặt, nó không phải là bề mặt phẳng, nó bề mặt cong như này đó. Ok rồi. Đây mình có một cái hoa văn này thì nhà học viên của mình vẽ, thế nên là có nhiều chi tiết nó vẫn chưa được ổn lắm. Đây, anh em thông cảm nhá, mình tìm hiểu cách làm là chủ yếu. Ok, thì để có thể là cho cái hoa văn này phủ trên cái bề mặt. Ở đây thì mình đang có một cái hoa văn nó phẳng, như anh em có thể thấy là đây hoa văn nó phẳng đúng không ạ, phẳng cái đít này. Thì bề mặt của cái bình này thì nó cong, thì mình đang muốn là dán cái hoa văn này lên trên cái bề mặt bình. Ở đây hoa văn này mình turbo rồi thế nên là nó khá nhiều lưới anh em nhé. Thì để mà dán được cái hoa văn lên cái bình ấy, thì anh em sẽ phải sử dụng một cái lệnh mới cho mình, đó là cái lệnh ở trên thanh modeling này, đó. Thanh ribbon đây, nếu mà anh em không có cái công cụ ribbon này thì anh em có thể là sâu lên nhá. Thì để sâu lên thì mình vào phần customize này, sâu UI này, sâu ribbon này, đó, tên là ribbon nha. Rồi anh em sẽ vào cái mục freeform nó ở đây. Đây mục dán vật thể ở đây trên này, anh em ở đây nó đang là git, có nghĩa là đang là trên cái dán như cái lưới gớt, cái lưới gớt là cái lưới mà đây, cái lưới, những cái lưới tốc độ không không của mình đây đều là lưới gớt cả. Thì bình thường nó sẽ dán lên cái lưới gớt. Ở đây anh em sẽ thay đổi nó bằng, thay vì dán lên lưới gớt anh em sẽ thay đổi nó dán lên cái bề mặt cái bình. Thì anh em sẽ sổ xuống chọn cái mình cái phần round surface nha. Sau đó mình có pick này, mình sẽ pick vào đây. Ok, thì sẽ đổi thành line 136. Thì cái bình này mình dựng từ đường line, thế nên là nó có tên là line 136. Đó, ok. Rồi thì bình thường mình sau khi mình đã chỉ định cái bề mặt của cái bình này là bề mặt dán, thì mình sẽ sử dụng cái lệnh conform ở đây. Sau đó mình dán. Thì lệnh conform này nó có cái thông số conform option này là full strength, thì là cái thông số cái vòng tròn màu trắng ở bên trong, có nghĩa là cường độ ở vòng màu trắng nó sẽ là mạnh nhất. Thì anh có thể giữ shift để thay đổi, giữ shift kéo chuột thay đổi này. Vòng tròn bên ngoài là phơ lợp, là cái vùng ảnh hưởng thì nó là vùng màu đen, thì càng ở xa thì nó càng ảnh hưởng ít. Thì anh em có thể giữ control nháy chuột để điều chỉnh. Còn conform ở dưới này thì là tốc độ là, cường độ là của mình là dán nó lên. Mình sẽ thường nó để là 10, nếu anh em để 1100 cũng được, nhưng mà nó nhanh quá thì thường mình sẽ khó kiểm soát được cái tốc độ. Mình để vừa vừa, không cần phải để nhiều. Thì sau khi mà làm dán xong rồi mình sẽ tăng cường lên, mình muốn dán hết mà. Thì khi mà dán lên ấy, nó bị hiện tượng như này. Dán lên thì nó bị hiện tượng là tất cả nó bị đè xuống, nó bị đè xuống như này. Thì đơn giản là bởi vì mình không thể sử dụng cách đấy được. Ở đây nó sẽ dán tất cả những cái điểm thuộc cái hoa văn này, dán lên cái đối tượng là cái bình của mình. Thế nên là nó sẽ không có cái độ nổi khối và nó bị tràn ra. Thì ở đây mình sẽ mượn một cái tấm plan để mình có thể dán được cái hoa văn này lên trên cái bình. Ok, cái tấm plan mình vừa vẽ ra nó ở dưới git nên là nó hơi bị thụt xuống. Thì cái tấm plan này nó sẽ, cụ thể là mình sẽ cho cái hoa văn này nó uốn cong theo bề mặt của tấm plan. Thế nên là cái tấm plan của mình muốn cong được thì mình phải cho nó tăng lưới nó lên. Mình sẽ tăng ở đây nó, mình sẽ tăng đi một tí nữa, tăng lưới nó đồng bộ với cả cái bình á. Ở đây mình sẽ nghĩ nó là 6 thôi là được rồi. Ở trên này thì tăng lên cho lưới nó vuông vuông một tí. Rồi, thế này thôi là ok, ok rồi đấy. Mình sẽ di chuyển cái tấm plan sao cho nó vào đúng cái phần mép của cái hoa văn. Được rồi ạ. Thì bình thường mình vừa mới tạo được tấm plan và có cái hoa văn. Anh em có thể align cho nó vào chính giữa nhé. Ở đây mình vẫn hơi bị lệch tí nhưng mà mình thôi, không align. Anh em có thể là đưa cái bình thường đây mình mới chỉ tạo cái hoa văn và tấm plan thôi, chứ cơ mà để mà muốn
cái hoa văn ấy nó chạy theo tấm plan này, thì mình sẽ phải sử dụng một cái lệnh nó tên là skin wrap nha. Ở trong modify list mình sẽ áp cho cái hoa văn này tên là skin wrap. Đâu gì nhỉ? Skin wrap đây. Đó. Ở đây thì bảng nó khá dễ dùng thôi. Ở đây có những cái thông số phù hợp piston này, phase này, thì ở đây anh em chỉ cần add cho nó cái tấm plan thôi. Đó, anh em phải add nháy tấm plan nó lên này. Ở đây mình sẽ bỏ cái tấm 36 mình vừa nhấn tấm plan thôi. Đó. Và ở dưới này anh em sẽ tích cho mình cái dấu tích là way on point, có nghĩa là nó sẽ đồng bộ những cái điểm ở trên cái hoa văn. Đó, sau đó anh em thế này được rồi. Sau đó anh em quay về cái tấm plan này, anh em edit poly cho mình, edit poly nhá. Đó, sau đó anh em dán nó lên thôi. Ở đây mình vừa mới dán cho lên cái đường line 36 136, tuy nhiên là nó bây giờ vật thể nào của mình nó cũng sẽ dán lên cái đó. Ok, anh em nhìn thấy không ạ? Khá là nhanh đúng không ạ? Đây skin khá nhanh và nó khá là hiệu quả nha. Nó áp dụng được cho nhiều bề mặt, ví dụ anh em muốn tạo ra một cái bề mặt cong như này chẳng hạn, nó không phải là cong đều mà nó cong kiểu uốn như này chẳng hạn. Ở đây mình sẽ điều chỉnh điểm cho nó nhỏ nhỏ lại một chút cho nó giống cái đường line, bằng cái đường line của mình thôi. Ok, mình sẽ smooth nó đi, rồi mình chút lên đi. Chút rồi anh em có thể áp dụng cái cách này tương tự với cả cái đây mình cartoon được rồi, mình sẽ cartoon Z lại đi, lấy tấm plan này. Đây mình xóa cái skin wrap đi. Đó. Áp dụng với cả cái này. Rồi mình sẽ dán theo cái bề mặt mà nó cong theo nhiều hướng nha. Đó. Ok. Rồi mình sẽ cũng tạo ra một tấm plan tiếp. Đúng không ạ? Tạo ra một tấm plan. Đó. Mình cứ cắt căn nó vừa vừa thôi. Đó. Lưới thì nó đồng bộ với cái lưới của cái bề mặt cong là được rồi. Đó, sau đó là mình cho nó vào bit đúng không ạ? Cho vào bit, sau đó nó sử dụng cái lệnh. Ở đây thì mình sẽ phải tăng lưới thêm đấy, bởi vì cái đường kia của mình nó khá là mềm. Thôi mình cứ tăng lưới ngang đi để tí nữa mình có thể điều chỉnh thêm á. Rồi skin wrap đúng không ạ? Skin wrap. Add tấm plan, sau đó là pick vào round on point. Way on point rồi, ok, nó tích rồi. Bây giờ mình sẽ dán. Thì bây giờ hiện tại nhá, nó đang vẫn đang dán lên trên cái bình của mình. Thì bây giờ mình sẽ phải đổi nó bằng cách mình pick vào đây này, mình pick vào cái đường line vừa rồi của mình vừa mới tạo ra ở đây. Nó line 137 đây. Bây giờ mình bắt đầu mình dán. Đó, mình dán. Thì bây giờ anh em thấy là nó cũng dán lên đúng không ạ? Rất nhiều bề mặt khác nhau. Thì anh em có thể điều chỉnh được những cái thông số này của nó nha, điều chỉnh được cái những cái đường line đây này. Anh em có thể điều chỉnh lưới một cách anh em dùng cái phím di chuyển này, công cụ di chuyển này, em có thể di chuyển nó đó, thì nó bám vào nhau mà nó skin wrap nên nó dán theo cái thông số của thằng plan, thế nên là anh em có thể di chuyển đấy cái tấm plan bên ngoài. Anh em lưới càng nhiều thì di chuyển nó càng mượt, à đâu nó càng lâu, tuy nhiên là nó sẽ chính xác. Còn anh em lưới ít thì di chuyển nó nhanh, nhưng mà nó có cái độ chính xác nhất định thôi. Đó, anh có thể thay đổi được. Đó. Thì công cụ này, công cụ Move Conform Brush này, thì anh em vừa di chuyển thì nó vẫn cứ dán cho anh em lên trên cái bề mặt của vật thể nha. Cái tấm plan của mình vừa di chuyển thì nó vẫn cứ dán cho mình. Đó, ok. Thì đây là cái tip của ngày hôm nay. Anh em thấy hay thì like, share cũng như follow kênh để xem những cái clip mới hơn nha. Ok, tạm biệt anh em.